Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là trưa ngày thứ ba, 14/4/2017. Chúng tôi đang có mặt trong hội quán của đền thờ Đức Thánh Trần để gửi tới quý vị một phóng sự đặc biệt, một chuyến đi biểu tình chống cuộc họp thượng đỉnh của Mỹ cũng như là Tàu Cộng tại Florida West Palm Beach. Và hôm nay là ngày thứ ba, thì sau khi phái đoàn người Việt quốc gia tại miền Nam Bali đi biểu tình và họ đã trở về, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Sau đó là phần tường trình của ông Phan Kỳ Nhân, Chủ tịch Liên hiệp ban đấu tranh chống cộng sản và tay sai. Ông cho biết phái đoàn 12 người đã lái xe đi với hành trình hơn 2.700 dặm với hai tài xế chính là anh Hoàng và anh Minh Thành, đã thay phiên nhau lái xe hơn 2 ngày để cho kịp tới địa điểm tập trung tại Florida đúng giờ khai mạc. Và ông cho biết chuyến đi có 3 mục đích chính. Mục tiêu của cuộc biểu tình là đưa mà gửi một cái thông điệp cho ông Tổng thống Trump thấy rằng chúng tôi là những người Mỹ gốc Việt luôn luôn chống đối Tàu Cộng trong thái độ bành trướng Biển Đông. Và mục tiêu thứ hai cũng là cảnh cáo Trung Cộng, điển hình là Tập Cận Bình, thấy rằng bất cứ gia nào, dù chúng tôi ở xa đất nước Việt Nam, chúng tôi cũng cùng toàn dân ở trong nước chống sự xâm lăng của Tàu Cộng. Và một cái thông điệp thứ ba là cuộc biểu tình này nói cho toàn dân ở trong nước thấy rằng dù ở xa hơn nửa dòng trời trái đất, người Việt tị nạn cộng sản chúng ta luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho người dân trong nước. Trong cuộc biểu tình, cô Thủy Dung là người trẻ tuổi nhất đã bị cảnh sát cảnh báo 3 lần nếu tái phạm sẽ bị đưa đi ngay, và cô đã chia sẻ lòng thù hận đối với Tàu Cộng quá sôi sục, cho nên là khi mà cháu đối đầu với tụi nó thì cháu cứ nghĩ về những giọt nước mắt của người dân trong nước đang phải chịu đói khổ do cái công ty Formosa và do cái tụi Tàu Cộng xâm lược chiếm biển đảo Hoàng Sa Trường Sa và đất của ông cha, nên những cái nước mắt của đồng bào đã biến thành cái sự hận thù của cháu, cho nên cháu mới bị cảnh sát quan nên. Và bà Kim Ngân cho biết trong cuộc biểu tình có lúc rất gay cấn, có thể đi tới bạo động giữa hai phe, quốc gia và Tàu Cộng. Có những đôi lúc chúng tôi sáp lại với nhau ở nhiều mặt trận, ở nhiều thế, đứng chỗ này chỗ kia, chúng tôi đều quan sát nhau thấy hết. Và đã 3 người trong cái nhóm mà bảo vệ cho cái cuộc biểu tình đó đã nhảy vào đằng sau chúng tôi, sẵn sàng nếu mà có đụng nhau là bưng chúng tôi đi đó. Kính thưa quý khán thính giả, sau đó chúng tôi còn ghi nhận những tâm tình của anh Hoàng, anh Minh, của chị Bích, chị Nguyệt đã gặp những khó khăn trên đường đi, đa số đều lớn tuổi mà hành trình thì dài, nhưng tất cả đã cố gắng khi nghĩ tới quê hương và đất nước. Thành ra chúng ta không thể an nhàn mà ngồi thờ ơ, hưởng thụ ở nhà được. Chúng ta hãy dấn thân để mà tiếp tay với mọi người và đặc biệt với trong nước. Đó là lời tha thiết kêu gọi của chúng tôi, và chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai về sau, lịch sử không lên án thế hệ chúng ta đã vô cảm để mất nước. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi vừa gửi tới quý vị buổi tâm tình của phái đoàn người Việt tị nạn cộng sản từ Nam California đi biểu tình chống Tập Cận Bình tại West Palm Beach, tiểu bang Florida. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn những vị đã dành cho chúng tôi buổi tâm tình ngày hôm nay. Chúng tôi thấy đây là một cuộc biểu tình rất hào hùng và đầy cảm động khi mà các vị đã bỏ hy sinh cá nhân của mình, thời giờ của mình, kể cả sức khỏe nữa. Như chú Phan Kỳ Nhân đã lớn tuổi mà bất kể cái sức khỏe của mình cũng tham dự cuộc biểu tình này mà đi bằng xe nữa, thì đây là một trường hợp hy sinh rất là nhiều của các vị từ già cho tới trẻ. Và chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự ở đây và xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Xin chào quý vị.